nhà sản xuất cần có kịch bản điều chỉnh vaccine trước biến thể Omicron. Ngày 3 tháng 12, Liên Hợp Quốc đã khuyến cáo các nhà sản xuất vaccine COVID-19 trên thế giới nên chuẩn bị cho khả năng phải điều chỉnh sản phẩm của họ để đối phó với biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ, người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới, ông Christian Leimeyer nhấn mạnh: "Chúng tôi khuyến cáo các nhà sản xuất vaccine nên dự phòng kịch bản về khả năng điều chỉnh vaccine hiện có sẽ là đúng đắn khi xác định trước các nguy cơ thay vì chờ đợi cho đến khi tiếng chuông cuối cùng rung lên." Theo ông Christian Leimeyer, hiện Tổ chức Y tế Thế giới vẫn đang đẩy nhanh các nghiên cứu về biến thể mới này. Các dữ liệu ban đầu cho thấy biến thể Omicron có nhiều khả năng nguy cơ lây nhiễm cao hơn. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới cần thêm thời gian để nghiên cứu trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Trước khi có khuyến cáo của Liên Hợp Quốc, nhiều hãng dược phẩm sản xuất vaccine ngừa COVID-19 như BioNTech, Moderna đều cho biết họ đang nghiên cứu để điều chỉnh các sản phẩm của họ nhằm đối phó với độc tính của biến thể mới. Cùng ngày 3 tháng 12, đối mặt với làn sóng COVID-19 lần thứ tư, Nam Phi kêu gọi tăng cường phòng dịch và tiêm vaccine. Bộ trưởng Bộ Y tế Nam Phi, ông Joe Fala, cho biết nước này đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm của dịch COVID-19 lần thứ tư dưới sự tác động của biến thể Omicron. Theo Bộ trưởng cũng cho rằng, điều mà ông hy vọng nhất lúc này là Nam Phi có thể quản lý được tình trạng lây nhiễm để giảm thiểu số ca tử vong do dịch bệnh. Ông đồng thời kêu gọi người dân Nam Phi tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch và nhanh chóng tiêm phòng vaccine COVID-19 đầy đủ. Số người phải nhập viện chủ yếu là những người chưa được tiêm phòng và chưa đủ 14 tuổi. Hầu hết họ đều chưa được tiêm phòng. Chúng ta đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm lần thứ tư. Chúng ta có thể kiểm soát dịch bệnh nếu không để số ca tử vong tăng cao. Nguy cơ lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt là tập trung quá đông người ở trong không gian kín. Mọi người hãy tuân thủ các biện pháp phòng dịch và tiêm vaccine, ông Joe Fala nói. Vào giữa tháng 11 năm 2021, Nam Phi ghi nhận trung bình khoảng 300 ca mắc mới mỗi ngày. Tuy nhiên, theo thống kê của ngày 1 tháng 12, con số này đã tăng vọt với 8.561 ca mắc mới, cao gần gấp đôi so với mức 4.373 ca ngày trước đó. Khi các ca nhiễm Omicron xuất hiện ở nhiều nơi trên khắp thế giới, các chuyên gia cho rằng có khả năng biến thể này lần đầu tiên được phát hiện ở Nam Phi vào tuần trước đã lưu hành được một thời gian. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết ít nhất 23 quốc gia và vùng lãnh thổ ở 5 trong số 6 khu vực của Tổ chức Y tế Thế giới đã báo cáo các ca nhiễm biến thể Omicron. Chúng tôi dự đoán con số này sẽ tăng lên, Tổ chức Y tế Thế giới nói. Sau đó, Mỹ đã trở thành quốc gia thứ 24 ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ cho biết các ca mắc bệnh là những người đã tiêm chủng đầy đủ. Các nơi khác đã ghi nhận biến thể Omicron là Anh, Pháp, Israel, Bỉ, Hà Lan, Đức, Italy, Thụy Điển, Đan Mạch, Australia, Canada, Hồng Kông, Trung Quốc và một số quốc gia ở miền Nam Châu Phi. Trước sự xuất hiện của biến thể đáng lo ngại Omicron, Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu tuần trước đã tạm thời đình chỉ các chuyến bay từ miền Nam Châu Phi hoặc áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với bất kỳ ai đến từ khu vực này. Động thái này đã khiến Nam Phi thất vọng và vấp phải sự chỉ trích của Tổ chức Y tế Thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết những phản ứng như vậy có thể khiến các quốc gia dè chừng trong việc giải trình tự gen và báo cáo về sự xuất hiện của biến thể mới trong tương lai. Biến thể Omicron đã lưu hành được một thời gian. Biến thể Omicron được xác định vào ngày 22 tháng 11 tại Nam Phi từ mẫu xét nghiệm thu thập của một bệnh nhân vào ngày 9 tháng 11. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy biến thể Omicron đã lưu hành ở nhiều quốc gia khác, trước khi cơ quan y tế của Nam Phi đưa ra cảnh báo với thế giới về sự xuất hiện của nó. Có nhiều ca nhiễm biến thể Omicron được phát hiện không có lịch sử di chuyển ở các khu vực xuất hiện biến thể. Điều này cho thấy biến thể này đang lây truyền nhanh chóng trong cộng đồng. 9 ca nhiễm biến thể Omicron tại Scotland không có lịch sử di chuyển gần đây đến miền Nam Châu Phi. Tất cả chỉ có điểm chung là cùng tham gia một sự kiện vào ngày 20 tháng 11. Ngày 30 tháng 11, Hà Lan đã phát hiện biến thể Omicron trong hai mẫu xét nghiệm được lấy từ ngày 19 tháng 11 và 23 tháng 11, thời điểm trước khi Nam Phi đưa ra cảnh báo về biến thể này. Ban đầu, các quan chức cho rằng hai chuyến bay từ Nam Phi đến Amsterdam hôm 28 tháng 11 đã đưa những người nhiễm biến thể Omicron về nước. Tới nay, Hà Lan ghi nhận 14 ca nhiễm biến thể Omicron. Ngày 30 tháng 11,
Đức báo cáo một ca nhiễm biến thể Omicron là người đàn ông. Người này không có lịch sử di chuyển quốc tế, cũng như không tiếp xúc với bất kỳ ai đi nước ngoài gần đây. Chủ tịch Hiệp hội Y tế Nam Phi nói rằng, bà đã đưa ra các cảnh báo việc xuất hiện biến thể mới sau khi các bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng bất thường, khác so với triệu chứng liên quan đến biến thể Delta. Botswana hôm 26 tháng 11 cho biết, họ phát hiện các ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên là 4 công dân nước ngoài nhập cảnh vào nước này với nhiệm vụ ngoại giao vào ngày 7 tháng 11. Đây là thời điểm sớm hơn nhiều so với báo cáo của Nam Phi. Truy tìm nguồn gốc của Omicron. Tại một cuộc họp báo do Văn phòng Châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức hôm 2 tháng 12, các chuyên gia của Liên Hợp Quốc nói rằng chưa rõ nguồn gốc của biến thể Omicron, đồng thời chỉ trích các biện pháp hạn chế đi lại được áp dụng đối với các nước miền Nam Châu Phi. Hệ thống giám sát biến thể mới trên toàn cầu của chúng tôi vẫn chưa được hoàn thiện. Chúng tôi sẽ phát hiện ra một biến thể trong vài tuần tới sau khi nó bắt đầu tiến hóa. Khi một quốc gia phát hiện ra biến thể mới, điều này chứng tỏ hệ thống giám sát của nước đó hoạt động tốt. Đó là những gì đã diễn ra ở miền Nam Châu Phi. Vì vậy, điều này không khuyến khích ban hành các lệnh hạn chế đi lại vì nó như một biện pháp chống lại hệ thống giám sát biến thể tốt. Giám đốc khu vực khẩn cấp tại Văn phòng Châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới nói, không có gì bất ngờ khi Châu Phi ghi nhận các ca nhiễm biến thể Omicron. Chỉ khi có kết quả về các cuộc điều tra, chúng ta mới hiểu thêm về nguồn gốc của biến thể này, ông nói thêm. Theo tiến sĩ Nixi, nhà virus học tại Văn phòng Châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới, nói rằng số lượng các quốc gia ghi nhận các ca nhiễm biến thể Omicron đang tăng lên hàng ngày. Có vẻ như phần lớn các quốc gia đang báo cáo các ca nhiễm Omicron đến từ nước ngoài chứ không phải ở Châu Phi. Vì vậy, chúng tôi không biết biến thể này bắt nguồn từ đâu và chúng tôi cần bằng chứng khoa học để nghiên cứu về sự tiến hóa của Omicron, chuyên gia Nixi cho biết. Các chuyên gia tại châu Âu dường như cũng đồng tình với quan điểm rằng biến thể Omicron có thể đã lưu hành từ lâu và rộng rãi hơn so với suy nghĩ ban đầu. Nguồn gốc của biến thể Omicron vẫn chưa biết rõ, bao gồm cả địa điểm mà nó lây lan lần đầu tiên. Điều này một phần do mức độ giám sát biến thể mới ở một số quốc gia còn hạn chế. Tôi nghĩ rằng biến thể đã lưu hành rộng rãi trong một thời gian rất dài mà không bị phát hiện, trưởng nhóm nghiên cứu tại Đại học Oxford cho hay. Các chuyên gia dự đoán rằng biến thể mới sẽ lây lan nhanh chóng từ khi có cảnh báo từ Nam Phi, nơi 74% mẫu giải trình tự gen cho tháng 11 cho kết quả là biến thể Omicron. Không có gì ngạc nhiên nếu biến thể Omicron đã lưu hành rộng rãi và lâu hơn so với những gì chúng ta được báo cáo. Khi một biến thể mới được xác định, đặc biệt là một biến thể có khả năng lây truyền cao hơn, nó sẽ lan rộng sang nhiều quốc gia. Đó là bản chất của bệnh truyền nhiễm trong một thế giới mà việc di chuyển quốc tế rất phổ biến. Theo nhà nghiên cứu về ung thư phân tử tại Đại học Warwick nhận định,